Xin chào các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Hôm nay chị Heo Sinh sẽ vẽ một chiếc xe. Bây giờ chị sẽ vẽ hai vòng tròn trước. Sau đó chị sẽ nối hai vòng tròn này lại với nhau. Và chị sẽ vẽ một chiếc cần. Đây giống như một cái chiếc xe có chiếc cần chứa ròng rọc đấy các em ạ. Sau đó thì chị mới bắt đầu vẽ phần thân xe. Các em ơi, khi mà xem video của chị thì các em nhớ hãy nhấn vào nút like và nút subscribe và nhấn thêm vào quả chuông để nhận thông báo mỗi lần mà chị ra video mới nha. Xong rồi, bây giờ chị sẽ chuẩn bị đến phần tô màu nha. Đầu tiên thì chị sẽ tô phần đây giống như phần đầu xe các em ạ, mà chị tô màu tím cát hơi mịn nên chị sẽ dùng chổi quét để cho màu nó được đều hơn. Ở phần đầu xe thì có cái cửa sổ đấy các em, hoặc là cái phần cửa kính để mình mở cửa hoặc là mình có thể nhìn ra ngoài. Sau đó thì chị sẽ tô ở phần bánh xe. Các em có để ý bánh xe giống như kiểu bánh xe tăng không? Chị sẽ dùng màu nâu để tô phần bánh xe này. Đây giống như phần trục của bánh xe, chị
sẽ dùng màu trắng để tô cho phần này được rõ và nổi bật hơn nha. Bây giờ chị sẽ tô những cái phần cần chụp này với màu đỏ. Sau đó rọc rọc ở phía bên dưới thì chị sẽ tô chị đã được hoàn thành rồi đấy. Các em có thấy chiếc xe với những chi tiết rất là đơn giản và rất là dễ vẽ hay không? Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Hãy like và chia sẻ kênh giúp chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.